Kính thưa cộng đoàn phục vụ, những giờ phút đầu năm đang khơi lên trong chúng ta tâm tình tạ ơn, hòa trong hối tiếc khi nhìn lại quá khứ và niềm hy vọng chen lẫn lo âu khi hướng đến tương lai. Giữa thế giới tràn ngập bóng đêm tội lỗi, khổ đau, hư hoại và sự chết, nhiều người không còn tìm thấy ý nghĩa sống. Chúng ta thật hạnh phúc vì tin vào Đức Kitô, đấng đã chết và sống lại, đấng là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng có thể lau sạch mọi giọt lệ và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Đấng luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù khổ đau và thất vọng đến đâu, Chúa vẫn luôn đón tiếp, nâng đỡ và yêu thương chúng ta. Chỉ khi cậy trông nơi Chúa, chúng con mới tìm được bình an đích thực. Bởi hạnh phúc duy nhất của chúng ta trên trần gian này, đó là yêu mến Chúa và biết rằng người yêu mến chúng ta. Hãy bám chặt vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy để Chúa ôm lấy ta trong vòng tay thương xót của người. Hãy để Chúa cầm tay dẫn ta bước vào năm mới, vì trong mọi tình huống, dù đau khổ và khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Chúa ở với chúng ta và làm mọi sự trở nên tốt lành cho những ai yêu mến người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse, xin Chúa Thánh Thần len lỏi vào trái tim chúng ta, thắp sáng lửa yêu, thúc đẩy chúng ta đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, không chỉ thoa dịu những nỗi thống khổ thể xác và tinh thần của tha nhân, mà còn giúp họ hoàn thành cuộc đời cách tốt đẹp và bình an. Với những tâm tình ấy, chúng ta cùng đứng lên để bước vào thánh lễ. Come from nowhere.
Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Ngày đầu xuân, chúng ta hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho ta, cho gia đình và cộng đoàn chúng ta trong suốt một năm qua. Dẫu rằng trong năm qua chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách, nhưng mà đã được Chúa thương và Chúa đã giúp cho chúng ta vượt qua được những khó khăn thử thách đó. Vì thế trong đầu năm mới này, chúng ta này xin Chúa ban bình an cho mỗi người chúng ta, để rồi trong cuộc sống chúng ta luôn luôn cảm nhận được tình thương của Chúa, và từ đó mình cũng biết san sẻ tình thương của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, cho anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn và đang bị tình trạng cách ly. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta. Và hơn thế nữa, trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, John Batista, Maria, Pedro, Vicente, Đa Minh, Anna, John Kim. Tạ ơn Thiên Chúa, xin ơn bình an và theo như ý người xin. Và để xứng đáng cử hành thánh lễ, mỗi người chúng ta hãy thành tâm thống hối, nhìn nhận tội lỗi của mình, xin Chúa thương tha thứ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn ân thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Xin thương, xin thương,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Quý xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm Tân Sửu này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hậu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Này đây, ta sáng tạo trời mới, đất mới. Không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây ta sẽ tạo ra Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta sẽ hoan hỷ, vì dân ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la, nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn, vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Đó là lời Chúa. Sẽ ra tay. Hãy ký thác được đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay. Hãy tin tưởng nơi Chúa và hãy làm việc lành thì sẽ được ở trong đất nước và sống an. Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được thỏa lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay. Hãy trao gửi cho Chúa đường đi của đời bạn và hãy chọn niềm tin kính Chúa, người sẽ ra tay. Chính nghĩa với đời công minh của bạn, người sẽ cho thật rõ ràng. Hãy đi thác đường đời cho Chúa, bỏ mặc trong tung thiêu phải sống ăn xin, sống bác ai và cảm thông với người, dòng giống sau hưởng phúc lành. Hãy đi thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay.
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự. Người lại phán: ngươi hãy viết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người còn phán với tôi: xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước tiên, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn lại một năm qua, chúng ta cảm nghiệm được biết bao hồng ân Chúa đã ban cho ta, cho gia đình
và cho cộng đoàn. Trong ngày đầu xuân này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình chân thành để tạ ơn Chúa vì một năm đã qua trong sự an bài của Ngài. Dẫu rằng trong năm vừa qua, chúng ta cùng với mọi người trên thế giới phải đối diện với dịch bệnh COVID-19. Biết bao gia đình gặp khó khăn về kinh tế, biết bao công ty du lịch, nhà hàng không được hoạt động bình thường, biết bao người không có công ăn việc làm, biết bao đứa trẻ không được cắp sách đến trường, biết bao người nhiễm COVID phải bị cách ly, nhiều nơi bị phong tỏa giãn cách xã hội, từ đó có những xáo trộn trong cuộc sống gia đình, xã hội và những sinh hoạt tôn giáo cũng bị hạn chế. Nhưng khi chúng ta có thời gian nhìn lại, chúng ta vẫn phải tạ ơn Chúa. Chúng ta còn sống, còn hiện diện ở đây trong lúc này đã là một hồng ân Chúa ban rồi. Nhìn lại một năm qua để thấy được rằng có những chuyện, có những biến cố mà nếu không có ơn Chúa trợ giúp thì chúng ta không thể vượt qua được. Có những khi chúng ta gặp khó khăn về khía cạnh này, khía cạnh kia, nhưng chúng ta lại cảm thấy bình an. Vậy bình an do đâu mà có? Thưa, chính Chúa đã ban cho chúng ta. Ngày đầu xuân, ngày đầu năm mới, ngày thứ nhất trong năm, chúng ta dâng lễ để cầu bình an. Chúng ta không chỉ cầu bình an cho mình, cho gia đình, mà còn cho mọi người, đặc biệt cho những ai đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, thử thách, để mọi người được bình an. Ai trong chúng ta cũng mong cho mình được bình an và hạnh phúc. Chúng ta không chỉ mong hưởng bình an trong ngày hôm nay, mà còn mong cho mình được bình an trong suốt năm. Chiến tranh sẽ làm cho người ta không thể sống an bình được. Gia đình chia ly sẽ làm cho các thành viên trong gia đình không được bình an. Những đứa con sẽ không được bình an khi chúng chưa hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Người chồng sẽ chưa cảm thấy bình an thật sự khi chưa làm tròn bổn phận với người vợ. Và người vợ cũng sẽ chưa cảm thấy bình an khi chưa làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng. Cuộc sống khó khăn, vất vả, lo toan, lo nhiều trách nhiệm với con cái khiến cho người ta khó có được bình an thật sự. Chỉ có Chúa mới mang lại bình an đích thực cho chúng ta mà thôi. Và để đón nhận ơn bình an của Chúa, chúng ta phải tin yêu và phó thác trong vòng tay yêu thương của Ngài. Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư gửi tín hữu Philippe, Ngài đã khuyên nhủ mọi người hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Hơn thế nữa, Ngài còn khuyên anh chị em đừng lo lắng gì cả. Trong mọi hoàn cảnh, anh chị em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh chị em thỉnh nguyện, và bình an của Chúa Giêsu sẽ đến với anh chị em. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta đừng lo lắng gì cả, và chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng cũng khuyên: các con đừng lo lắng cho mạng sống, đừng lo lắng cho thân thể, đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Đây quả là một lời an ủi đầy yêu thương của Chúa Giêsu đối với từng người chúng ta. Nhưng mà hình như chúng ta vẫn còn lo lắng nhiều điều thì phải. Chúng ta vẫn còn lo lắng nhiều đến của ăn áo mặc, vẫn còn lo lắng nhiều về kinh tế đang gặp khó khăn, vẫn còn lo lắng nhiều về con cái, vân vân. Đến nỗi nhiều khi chúng ta quên mất cả Chúa, hay nói cách khác, chúng ta không có thời gian để dành cho Chúa, không có thời gian để tìm kiếm nước Thiên Chúa, không có nhiều thời gian để thực hành lời Chúa. Từ đó, chúng ta vẫn loay hoay tự mình lo, tự mình xoay sở, thay vì mình đến với Chúa sẽ trợ giúp cho mình. Chúa đã khẳng định,
hãy tìm kiếm nơi Thiên Chúa. Còn mọi thứ khác, mọi công ăn việc làm, mọi của cải vật chất hay những cái điều kiện khác nữa, Chúa sẽ thêm cho. Thánh Phaolô còn nói trong mọi hoàn cảnh, nghĩa là trong mọi biến cố của cuộc đời, vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại, mạnh khỏe hay bệnh tật, chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy van xin và cũng hãy tạ ơn. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ nhận được ơn bình an của Chúa. Một khi chúng ta nhận được ơn bình an của Chúa rồi, đến lượt chúng ta cũng phải trao ban bình an cho anh chị em. Cách mà chúng ta trao bình an cho anh chị em, đó là chúng ta đừng có gây bất hòa, chia rẽ, đừng gây hấn, đừng nói hài nói xấu, đừng kích động người này người kia, hạ tín, hạ uy tín của họ mà những người mà chúng ta nói đến. Kính thưa cộng đoàn, con người đã quá mệt mỏi với bệnh tật, với dịch COVID, với kinh tế khó khăn rồi, khiến cho người ta không có được bình an. Xin đừng có làm khó dễ nhau, xin đừng có mang đến sự bất an cho anh chị em mình. Năm mới chúng ta cầu xin Chúa ban bình an cho mình, cho gia đình và cho cộng đoàn thật là chính đáng và phải đạo. Chúng ta còn xin Chúa giúp cho mình có được sức khỏe, thể chất, có để có thể làm việc, không chỉ mưu cầu lợi ích cho gia đình mà còn cho xã hội nữa. Năm Tân Sửu là năm con trâu, mà chúng ta biết con trâu nó rất khỏe và rất chịu khó làm việc. Vì thế, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta trong năm nay có nhiều sức khỏe, không chỉ sức khỏe về tinh thần mà còn sức khỏe về thể chất nữa, để mỗi ngày nhờ có sức khỏe, chúng ta sẽ cần cù lao động, dùng sức khỏe của mình để giúp đỡ gia đình và giúp đỡ người khác. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để trong năm mới này chúng ta sẽ thực hiện được những điều mà Chúa và mọi người mong ước. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta đón nhận năm mới như hồng ân Chúa ban. Đó cũng là cơ hội cao quý để chúng ta sống trọn hơn tình yêu với Chúa, với mọi người, làm cho đời sống thêm thánh thiện, thêm ân sủng và vinh quang đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Xin cho mọi thành phần dân Chúa bước vào năm mới với trái tim hân hoan và tin tưởng, vì biết rằng Chúa luôn ở với chúng ta, tay người gìn giữ, chăm sóc và dẫn chúng ta tiến về hạnh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho chúng con. Xin cho người dân Việt biết sống đạo lý làm người, tôn trọng ích chung, sống tình huynh đệ, để mọi người được hưởng phúc lành của Thiên Chúa trong một đất nước phồn vinh, xã hội kỳ cương và công bằng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói, tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Xin cho những gia đình đang gặp khó khăn biết đến với Chúa, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa, để tìm được ánh sáng chân lý, sức mạnh và hy vọng cho gia đình mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Xin cho tất cả chúng ta quyết tâm sống năm mới thánh thiện, yêu thương nơi gia đình, nhân hậu với tha nhân,
để đời sống mỗi người ngày càng tràn đầy tình yêu của Chúa, và gia đình ngày càng chan chứa niềm vui. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thêm thời gian tại thế để hoàn thiện đời mình. Xin giúp chúng con sống tốt từng ngày theo lời luật Chúa, hết lòng yêu thương gia đình và tha nhân, để vui hưởng cuộc đời tại thế và đạt tới hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đây hy lễ của tôi, cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con.
Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là đấng toàn năng và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lạy người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc hô hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thực hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ, thánh Martin, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse, Đức Giám mục Gian, Đức Giám mục Đa Minh giáo phận chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đang muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thân đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con cùng mọi người đã ly trần trong tình thương của Chúa. Và mọi người đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế, xin thương nhận hết Thầy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con, lạy
Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Chúng ta hãy dành 100 phút tay ạ! Kính thưa quý cha và cộng đoàn, những giây phút đầu năm mới hết sức là linh thiêng, và những giây phút này chúng ta hướng đến và muốn cầu chúc cho nhau năm mới thật là tốt đẹp. Chính vì thế giờ đây một vị đại diện cho cộng đoàn sẽ có lời chúc mừng đến quý cha năm mới cũng như là cộng đoàn. Xin trân trọng giới thiệu ông Anton Nguyễn Văn Cường. Trọng kính cha bề trên, kính thưa quý cha cố, quý cha, quý thầy và cộng đoàn. Một năm qua với quá nhiều lo toan vất vả, đáng sợ nhất là dịch Covid-19 vẫn còn đang đe dọa cuộc sống của mỗi người. Và một mùa xuân mới lại về trên quê hương Việt Nam. Con xin thay mặt cộng đoàn gửi đến cha bề trên, quý cha, quý thầy và cộng đoàn những tâm tình cảm tạ, tri ân và chúc xuân. Trước tiên, ngày đầu xuân xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì chính Ngài đã thương ban cho chúng ta những ngày xuân đầy ý nghĩa, để nói với nhau những lời yêu thương, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, mong muốn một cuộc sống an bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Cách riêng, trong giây phút thân tình này, chúng con xin hết lòng tri ân cha bề trên, quý cha và quý thầy, vì với vai trò và trách nhiệm của mình, đặc biệt là vì tình thương, quý cha và quý thầy đã quan tâm, đồng hành và hướng dẫn chúng con trong đời sống đức tin qua thánh lễ, giờ kinh và những sinh hoạt khác, để chúng con nghiệm thấy cách tỏ tường và sâu sắc tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào xuống trên từng người chúng con. Kính thưa cha bề trên, trong ngày đầu xuân này, chúng con xin được kính dâng lên cha những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới này. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Xuân và là chủ thời gian, ban cho cha muôn vàn hồng ân và được hồn an sắc mạnh. Xin Chúa Thánh Thần xuống trên cha, để cha có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan, ngõ hầu cha chu toàn trách nhiệm và sứ vụ mà Thiên Chúa cũng như dòng đã trao phó. Kính thưa quý cha, quý thầy trong tu viện, nhân dịp năm mới, chúng con xin kính chúc quý cha và quý thầy luôn được đầy tràn ơn thánh của Thiên Chúa, được dồi dào sức khỏe, cũng như được tràn đầy niềm hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn. Xin Thiên Chúa là tình yêu luôn đồng hành, chở che và phù giúp quý cha và quý thầy trên mọi nẻo đường và trong từng sứ vụ của
của cuộc đời hiến dâng. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày Tết cổ truyền. Con kính chúc cộng đoàn một năm mới an khang hạnh phúc. Kính chúc quý ông bà cố, quý cụ được nhiều sức khỏe và tìm thấy niềm vui nơi con cháu. Kính chúc những thanh niên thiếu nữ luôn đầy tràn nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, để thành công trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu và may mắn trên đường đời. Chúc các em thiếu nhi ngày thêm tuổi, càng thêm nhân đức, để trở thành niềm tự hào của các đấng sinh thành. Chúc mọi gia đình trở thành mái ấm cho nhau. Một lần nữa, cộng đoàn chúng con xin kính chúc cha bề trên, quý cha, quý thầy và cộng đoàn một năm mới, năm Tân Sửu tràn đầy bình an, hạnh phúc, thánh đức trong Chúa Kitô. Chúng con xin thành tâm nguyện chúc và dâng lên cha bó hoa tươi thắm, thể hiện tâm tình kính yêu của cộng đoàn chúng con. Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc cha một mùa xuân hy vọng. Xin chúc cha một mùa xuân thắm tươi. Xin chúc cha em một năm mới bình an. Ta chúc nhau một mùa xuân hạnh phúc. Ta chúc nhau một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân thắm tươi. Xin chúc mọi người một năm mới bình an. Kính thưa cộng đoàn, xin thay lời cho quý cha quý thầy tu viện Đền Thánh Martino chân thành cảm ơn vị đại diện cộng đoàn đã có những lời chúc rất là tốt đẹp đến quý cha quý thầy. Xin Chúa thương đón nhận những lời chúc phúc đó. Và xin Chúa cũng chúc lành cho toàn thể quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em hiện diện ở đây cũng như là trong gia đình, một năm mới Chúa ban cho được tràn đầy hồng ân và nhiều sức khỏe, an khang và thánh đức. Và hơn thế nữa, trong năm nay, năm mà giáo hội hướng về Thánh Giuse, năm Thánh Kính Thánh Giuse, vì thế chúng ta được mời gọi nhìn vào Thánh Giuse. Ngài là một người cha hết lòng yêu thương Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, là một người cha luôn có trái tim rộng mở để yêu thương, để quan tâm và làm những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Vì thế mà nhân dịp đầu năm mới này và cũng là năm Thánh Kính Thánh Giuse, nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse ban muôn hồng ân cho anh chị em, và chúng ta hãy học nơi Ngài tấm lòng bao dung, biết yêu thương, biết quan tâm tới mọi người khác. Cho dẫu cuộc đời của chúng ta hay là trong năm nay, như đầu lễ có nói với cộng đoàn, chúng ta có thể gặp những khó khăn, thử thách, nhưng mà chúng ta tin Chúa, vững tâm vào Chúa, có Chúa đồng hành và có sự che chở của Đức Maria, Thánh Giuse và Thánh Martino, chắc chắn cuộc sống khó khăn, những cái vất vả lo toan, chúng ta sẽ được Chúa đỡ nâng. Vì thế mà hôm nay xin được cầu chúc cho tất cả mọi người được tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cùng chúc mừng nhau, chúc mừng năm mới bằng một tràng pháo tay. Ta chúc nhau một mùa xuân hạnh phúc. Ta chúc nhau một mùa xuân hy vọng. Ta chúc nhau một mùa xuân hạnh phúc. Xin chúc mọi người một năm mới bình an. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, phần tiếp theo đó là rút lộc xuân. Và chúng con sẽ trân trọng đầu tiên kính mời cha bề trên sẽ tiến lên rút lộc xuân. Và tiếp theo là cha quản đốc, rồi đến là cha giáo nhà tập, rồi một vị đại diện của cộng đoàn. Và tiếp theo là mời các đại diện của các hội đoàn sẽ lên rước lộc xuân. Kính thưa cộng đoàn, mỗi năm thì ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3
ở đền thánh có đại lộc thánh cho tất cả mọi người. Vì thế mà hôm nay chúng ta sau khi dâng thánh lễ, mỗi người chúng ta hãy đến để đón lộc thánh, để về gia đình chúng ta cả một năm để suy gẫm lời của Thiên Chúa. Chắc chắn Chúa muốn nhắn nhủ mình một điều gì đó qua lộc thánh, qua lời Chúa. Vì thế mà chúng ta có thể đón nhận ở đây và cũng có thể là mời gọi mọi người đến để có thể đón nhận lộc thánh của Chúa. Và giờ đây xin được hái lộc thánh và sẽ công bố cho cộng đoàn. Vâng, cho con kính mời kính cha bề trên, cha quản đốc, cha giáo tập, rồi một vị đại diện là ông chùm đã, ông chùm Cường, xin mời ạ. Và xin mời các đại diện của các hội đoàn cũng xếp hàng tiến lên ạ. Đại diện của ban dân của lễ đó, các hội đoàn gồm có 4 ca đoàn và các ban giữ xe, ban khánh tiết, ban trật tự, huynh đoàn, lòng Chúa thương xót. Vâng, giờ đây chúng con muốn được lắng nghe cha bề trên sẽ đọc lên câu lộc xuân của mình. Kính thưa cộng đoàn, lộc xuân này được đại diện cho quý cha quý thầy để lãnh nhận lộc thánh của Chúa. Và vì thế mà bây giờ xin được đọc với cộng đoàn. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Matthew đoạn 7 câu 7. Xin vỗ một tràng vỗ tay. Chúc cha bề trên một năm mới, mọi sự tốt đẹp, những gì mà Ngài đang toan tính. Xin Chúa chúc lành cho cha bề trên. Một tràng vỗ tay nữa ạ. Giờ đây chúng con kính mời cha quản đốc ạ. Vâng, cha quản đốc cũng đang hồi hộp. Này xấu hổ quá. Chắc hình như là đúng sao mà. Lộc xuân của con đây là anh em đừng xét đoán. Để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Matthew chương 7 câu 1. Vỗ tay. Cộng đoàn một lần nữa chúc mừng cha quản đốc cũng như là chúc cha quản đốc năm mới này có nhiều sức khỏe, bình an. Và ơn lành Chúa để hướng dẫn đền thánh chúng ta mỗi ngày mỗi tiến lên. Giờ đây chúng con mời cha giáo tập. Sau cha giáo tập thì ông đại diện của cộng đoàn đó là ông Cường. Dạ, con xin phép đọc ạ. Đoạn tin mừng Matthew chương 6 câu 1. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Vỗ tay. Vâng, xin mời ông đại diện của cộng đoàn, ông Cường đâu ạ? Vâng, xin mời ông tiến lên cùng đọc câu sang bên này ạ, sang bên này. Đến đây quay xuống dưới đọc. Thưa quý cha và quý cộng đoàn, con được bốc được lộc của Thánh Gioan đoạn 14 câu 6. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Vâng. Cộng đoàn chúng con cũng cầu chúc cho ông đại diện năm mới sức khỏe dồi dào để còn cộng tác với quý cha quý thầy phục vụ đền thánh mỗi ngày mỗi tốt hơn. Một lần nữa chúng con cảm ơn quý cha và cộng đoàn, kính chúc quý cha cũng như cộng đoàn một năm mới mọi sự tốt đẹp, phúc lộc và hạnh phúc. Cho một tràng pháo tay ạ. Kính thưa cộng đoàn,
Vừa rồi mới nhận được thông báo từ văn phòng tòa giám mục Xuân Lộc. Vì thế xin được thông báo đến anh chị em 4 điều. Thứ nhất đó là về phòng chống dịch COVID. Năm nay xuân về trong bối cảnh dịch cúm COVID đang bùng phát lại trong cộng đồng với nguy cơ cao. Dịp Tết, giáo dân chúng ta, nhất là từ các bạn trẻ, các nơi về ăn Tết với gia đình, giáo xứ càng khiến nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhiều. Một số nơi trong nước đã không còn được dâng thánh lễ có nhiều giáo dân tham dự. Chính quyền tỉnh, nhà cũng đã có những công văn hạn chế các cuộc tập trung đông người không cần thiết, cũng như việc đeo khẩu trang và khử trùng tay trước khi đến các nơi công cộng. Ngày Tết chắc không ai muốn đi lễ mà đeo khẩu trang, nhưng vì lợi ích và trách nhiệm với cộng đồng, xin tất cả mọi người chúng ta cố gắng thực hiện. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là việc đánh bài chơi lô tô. Việc đánh bài chơi lô tô đó với một cái số tiền nhỏ, vui chơi dịp Tết trong nhà với nhau là chuyện bình thường. Nhưng trong năm và nhất là ngày Tết, nạn cờ bạc, số đề, vân vân, khiến nhiều gia đình phải mất tiền, mất của, xe cộ, nợ nần, chồng chất. Vì thế mà tình thương, vì tình thương và trách nhiệm, mỗi người chúng ta cố gắng không có đánh bài hay chơi lô tô ăn tiền. Và thứ ba đó là lê rượu làm cho tiệc thêm vui. Tuy nhiên, quá chén rồi quậy phá gia đình, làng xóm gây tai nạn giao thông thì thật đau buồn, gây ra những đau buồn, thiệt hại, mất mát không thể bù đắp cho chính gia đình mình và cho người khác được. Vì thế mà chúng ta cố gắng đừng có uống rượu nhiều. Và vấn đề thứ tư đó là đốt pháo. Tiếng pháo có thể tạo sự sôi động chốc lát trong ngày Tết. Tuy nhiên, đốt pháo là đốt tiền. Pháo nổ dễ gây ra nhiều tai nạn, nhất là cho trẻ em. Tiếng pháo nổ to làm giật mình, khó chịu cho rất nhiều người, nhất là các cụ già và em nhỏ. Vì thế mà chúng ta hôm qua thầy thấy nhiều gia đình cũng đã đốt pháo đón giao thừa. Nhưng mà thôi thì chúng ta từ nay trở đi cũng không có đốt pháo, bởi vì như văn phòng tòa giám mục có nói với chúng ta những cái điều mà có thể gây những cái không tốt cho người già và trẻ em và nhất là những người khác nữa. Xin được cảm ơn tất cả cộng đoàn. Và giờ đây xin cộng đoàn chúng ta đứng để lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. Amen. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững, điệt kiên vững đến cùng trong đức mến. Amen. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc và thương dân đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đọc xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Vương vấn xuân về người người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.